647 Kinh lực Trang nghiêm Tam muội Hán dịch đời Tùy Tam tạng Pháp sư Na Lai Liên đề Gia Xá Người Sứ Thiên Trúc Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy một thuở Đức Thế Tôn ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà tại thành Xá Bà Đề, cùng với chúng tỳ kheo gồm 500 người, tất cả đều là đại A La Hán, các lậu đã hết không còn phiền não nữa, tâm được giải thoát hoàn toàn, tuệ được giải thoát trọn vẹn, tâm các vị ấy nhu hòa như voi được điều phục, trong ngoài thanh tịnh rốt ráo, đoàn trời gánh nặng năm ấm, việc làm đã hoàn thành, không thọ thân sâu, giống như các đức Phật giải thoát vô vi, chẳng bị sinh tử hữu vi lay động, chỉ trừ một người còn ở học địa, đó là trưởng lão tỳ kheo A Nan, còn tất cả đều được pháp tịch diệt, tất cả đều được pháp điều phục, tất cả đều được pháp tối thắng, tất cả chẳng trụ ở trong ý thức, tất cả đều được đủ các giải thoát, tất cả đều được thần thông tự tại. Là có 80 trăm ngàn vị Đại Bồ Tát làm bậc đứng đầu, đó là đồng tử Văn Thù Sa Lợi, đồng tử Trì Luân Đại Hải Biện Tài, đồng tử Liên Hoa Tạng Quang Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn, đồng tử Vô Biên Tâm Quảng Nghĩa Tuệ, đồng tử Thiên Bảo Phim Quang Thiện Chiếu Diệu Trang, đồng tử Nan Khả Thí Dụ Thiện Sắc Ái Kiến, đồng tử Quán Chư Chúng Sinh Nhãn Thị Bất Thuấn, đồng tử Đại Nguyện Bất Hư Kiến, đồng tử Thâm Viễn Lôi Chấn Cổ Âm Hưởng Thanh, đồng tử Ly Chướng Ngại Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn, đồng tử Bảo Tạng Viêm Luân Quảng Đức, đồng tử Đa Phước Đức Chúng Sinh Kiến Thắng Tràng, đồng tử Thắng Diệu Vô Biên Hương Quang, đồng tử Vô Biên Lực Tinh Tấn Thiện Đại Phấn Tấn, đồng tử Lao Cố Tinh Tấn Vô Biên Trí Quang Tràng, đồng tử Nhất Thiết Xa Biệt Đức Thắng Trí, đồng tử Bất Khả Phá Hoại Năng Thường Tối Thắng, đồng tử Thành Tựu Nhất Thiết Tự Tại Đạo Sư, đồng tử Tướng Ngạo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Phước Hạnh Thiện Danh Sân, đồng tử Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Ái Lạc. Những đồng tử như vậy tất cả đều được đạo bất hóa chuyển, trang nghiêm đại nguyện bằng áo giáp kim cương, tâm thường tịch tỉnh, hết các hữu biên, ở trong pháp chẳng hoại, thanh tịnh lớn, thanh tịnh tối thắng, thanh tịnh bờ kia, tất cả hạnh thanh tịnh đều thanh tịnh. Bây giờ, Đức Thế Tôn ở trong phần thứ nhất của đêm sau đó, nhập vào tam muội này tên là Lực Trang Nghiêm. Vào tam muội rồi, Đức Thế Tôn biết tất cả hạnh nghiệp sinh tử của tất cả chúng sinh quá khứ, hiện tại và vị lai, nhờ thần lực Đức Phật nên. Lúc đó, tất cả đất vườn cây của Kỳ Đà và tất cả hư không này đều đầy vải trời, giăng mắt lưới màn báu, lọng cờ phướng đầy ắp khắp cùng, lại buông xuống đủ loại diệu kỳ, tuôn ra nhụy hoa tươi nhỏ, hoa trời rơi dày đặc, rừng cây xen lẫn đê cao bảy báu, đủ thứ trang nghiêm tràn lan trên đất, nào là các lá thơm của trời, di na la của trời, trụ trời bằng uất kim và hương sông, khói mây ẩn kín, khí trời đất chan hòa, lúc cuốn lại khi mở ra, đất rất đáng ưa thích. Rừng cây Kỳ Đà với đủ loại báu trời trang nghiêm như vậy, rộng rãi thanh tịnh, nó có uy đức lớn, đủ loại ánh sáng soi sáng hư không, hết cả 10 phương diện sự hiển hiện này không có lường. Các nơi trang nghiêm xong thì có tòa sư tử tự nhiên xuất hiện, đặc thù vi diệu tốt đẹp hơn quả báo trời tạo thành. Do tòa trang nghiêm bằng nhân duyên ánh sáng nên khiến cho tam thiên đại thiên thế giới này tất cả ánh sáng đều soi sáng. Ví như trong đêm đốt đuốc lửa lớn thì tất cả tối tăm đều diệt không còn. Bây giờ những xấu ác của đất nước Ta Bà trong tam thiên đại thiên thế giới này như gò đống, núi đất cao, bờ bến, nguồn sông, sỏi đá, đất cát, hầm hố cao thấp, ao vũng, sông ngòi, suối giếng, sông hồ, sông lớn, sông nhỏ, biển lớn, núi tu di, hải đảo, những núi bụi báu, chỗ ở của tiên thánh Ni Dân Đà La, núi trước Ca Bà La và núi trước Ca Ba La lớn, đều bằng phẳng, không có những gai gốc và rừng rậm khác, cũng thanh tịnh, bằng phẳng như bàn tay lưu ly, là có đủ loại bảy báu trang nghiêm, hoa thiên mạng đè che khắp trên đất, rễ ngó lá cỏ trời, Amala cõi trời, trụ trời bằng uất kim, hương, sông tỏa hơi mây, đều lan tràn khắp cùng trong hư không. Là có vô lượng âm nhạc của chư thiên, với 100.000 vạn ức na cho tha chủng loại, tự nhiên phát ra âm thanh nói pháp vi diệu. Tam thiên đại thiên thế giới này,
Trong hư không có đầy hoa sen bảy báu trang nghiêm, ánh sáng thơm tối thắng đều tạo nên ánh sáng màu vàng, thân thuần bằng lưu ly xanh. Đài hoa rộng bảy cánh tay, đều cao bảy tầm, hoa sen nở ra trông rất là ưa thích. Cây chiên đàn, cây hoa mạn đà, cây hoa thiên long cõi trời, những cây ấy mỗi mỗi đều cao bảy cái đa la, cành lá nâng đỡ, hương sắc đầy đủ, xanh vàng, trắng đỏ đều như hoa sen. Như vậy trang nghiêm tất cả đất đai của tam thiên đại thiên thế giới, cho đến trời hữu đảnh đều như đất nước thanh tịnh phi diệu của cung trời. Đức Thế Tôn hiện thần biến đó rồi, khi ấy tất cả vô lượng chúng sinh nhờ Phật lực gia hộ nên không có chướng ngại, nhìn thấy nơi đó thông suốt như lưu ly thanh tịnh. Cảnh giới của Phật khó có thể nghĩ lường như vậy. Bây giờ chư thiên ở trên đất của tam thiên đại thiên thế giới này, cho đến tất cả trời Akanisat cùng 500 tỷ kheo A La Hán và 80 trăm ngàn chúng Bồ Tát khởi ý nghĩ như vậy. Đây là lực trang nghiêm của sức Như Lai. Đây là Như Lai sư tử trong dũng mãnh loài người. Đây là Như Lai sư tử rất hoan hỷ dũng mãnh. Đây là Như Lai có thần thông rất trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể khen ngợi. Thế như vậy rồi, trời Thanh Văn và các Bồ Tát, tất cả đại chúng đều ở chỗ Đức Phật phát sinh lòng tin lớn, quỳ gối chắp tay, một lòng cúi đầu cúng dường mà đứng. Bấy giờ ở phương Đông, cách đây số thế giới nhiều như các sông ngàn, tại đó có cõi Phật tên là Nhất Thiết Quang, có Đức Phật hiệu là Vô Biên Quang, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Cùng với chúng 8.000 vạn đại tỳ kheo, 3.000 vạn tỳ kheo đi, 80 trăm ngàn vạn Đại Bồ Tát, 88 vạn Ưu Bà Tát, 70 ngàn vạn Ưu Bà Di, cũng có trời người có uy đức lớn. Các chúng sinh kia đều phải quanh toàn ngồi Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Nam, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Đại Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Vô Biên Tinh Tấn Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 10 ngàn vạn người, 40.000 vạn Đại Bồ Tát, 60.000 vạn Ưu Bà Tát, cũng có người trời có uy đức lớn đều ở trong chúng đó phây quanh toàn ngồi Đức Phật ấy mà nghe nói pháp. Bấy giờ ở phương Tây, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Phổ Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Phổ Ký Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 2 ức người, 3 ức tỳ kheo ni, 9 ức 6.000 vạn Đại Bồ Tát, 8 ức Ưu Bà Tát, 6 ức Ưu Bà Di, còn có trời người có ý đức lớn đều ở trong chúng đó phải quan toàn ngồi của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Bắc đã qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Đại Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Tát Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 6 ức người, 4 vạn tỳ kheo ni, 8 ức chúng đại Bồ Tát, 9 ức Ưu Bà Tát, 8 ức Ưu Bà Di, cũng có trời người có ý đức lớn đều ở trong chúng đó vây quanh toàn hội của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Đông Bắc, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Kim Quang Chiếu Diệu. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Kim Sắc Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 7 ức người, 3 ức tỳ kheo đi, 8 ức chúng đại Bồ Tát, 9 ức Ưu Bà Tát, 8 ức Ưu Bà Di, cũng có trời người có ý đức lớn đều ở trong chúng đó vây quanh toàn ngụy của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Đông Nam, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Đại Cự Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Bất Khả Tư Nghị Nhật Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 8 ức 4.000 vạn người, 1 ức 8.000 vạn tỳ kheo ni, 9 ức 6.000 vạn Đại Bồ Tát, 8 ức 8.000 vạn Ưu Bà Tát, 8 ức Ưu Bà Di, cũng có trời người có uy đức lớn đều ở trong chúng đó vây quanh toàn bộ của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Tây Nam, qua cõi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Thiện Tán Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo cùng 99 ức 6.000 vạn người, Đức Tỳ Kheo Ni, 9 ức 2.000 vạn Đại Bồ Tát, 9 ức Ưu Bà Tát, 9 ức 6.000 vạn Ưu Bà Di, cũng có trời người có uy đức rất lớn
đều ở trong chỗ đó vây quanh toàn bộ của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương Tây Bắc, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Bảo Trí Ý. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Tạng Quan Như Lai, ứng cúng chánh biết, chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 8 ức người, 2 ức tỳ kheo đi, 8 ức đại Bồ Tát, 8 ức 8.000 vạn ưu bà tát, 7 ức ưu bà di, cũng có trời người có uy đức rất lớn, đều ở trong chúng đó với quan toàn ngộ của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương trên, qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Nhật Nguyệt Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Nguyệt Tràng Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 10 ức người, 3 ức tỳ kheo đi, 8 ức đại Bồ Tát, 9 ức 2.000 vạn ưu bà tát, 9 ức ưu bà di, cũng có trời người có uy đức rất lớn, đều ở trong chúng đó với quanh toàn ngồi của Đức Phật ấy mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ ở phương giới qua khỏi số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi Phật tên là Ly Cấu Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Phổ Nhãn Kiến Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 9 ức 6.000 vạn người, 4 ức tỳ kheo ni, 9 ức 4.000 vạn đại Bồ Tát, 8 ức ưu bà tát, 7 ức ưu bà di, cũng có trời người có uy đức rất lớn, để ở trong chúng đó phép quanh toàn ngồi Đức Phật mà nghe nói pháp cốt yếu. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi và tất cả đồng tử được chúng sinh rất yêu thích. Những người như vậy gồm 20 đồng tử đều cùng lớn dậy đi đến chỗ Đức Phật. Đến chỗ Đức Phật rồi, Đức Phật Thích Ca vẫn còn ở trong tam muội trăm phước trang nghiêm, tất nhiên chẳng động. Các đồng tử đều lặng yên, trật áo phai phải, để dưới chân Đức Phật, dẫn quanh về bên phải Đức Thích Ca ba phòng. Nhanh như khoảng thời gian người tráng sĩ có duỗi cánh tay, các vị ấy đều đi đến mười phương. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi và đồng tử Trí Luân Đại Hải Biện Tài vân vân hướng về phương đông, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng, tại đó có thế giới tên là Nhất Thiết Quang. Trong thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Phổ Biến Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng đã phát diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, đảnh lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Liên Hoa Tạng Quang Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn và đồng tử Phổ Biến Tâm Quảng Nghĩa Tuệ hướng về phương Nam, đi qua những cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Đại Quang. Trong thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Vô Biên Tinh Tấn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, làm lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Thiên Bảo Viêm Quang Thiện Chiếu Diệu Tràng và đồng tử Năng Khệ Thí Dụ Thiện Sắc Ái Kiến hướng về phương Tây, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Phổ Quang. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Phổ Kiến Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, làm lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Quán Dư Chúng Sinh Nhãn Thị Bất Thuấn và đồng tử Đại Nguyện Bất Hư Kiến vân vân hướng về phương Bắc, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Đại Đăng. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Quang Tác Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, làm lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Thâm Viễn Lôi Chấn Cổ Âm Hưởng Thanh và đồng tử Ly Chướng Ngại Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn vân vân hướng về phương Đông Bắc, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Kim Quang Chiếu. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Kim Sắc Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, làm lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Bảo Tạng Viêm Luân Quảng Đức và đồng tử Đa Phước Đức Chúng Sinh Kiên Thắng Tràng vân vân hướng về phương Đông Nam, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Đại Cự Quang. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Bất Khả Tư Nghị Nhật Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi, làm lễ Đức Phật, ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử Thắng Diệu Vô Biên Hương Quang và đồng tử Vô Biên Lực Tinh Tấn Thiện Đại Phấn Tấn vân vân
hướng về phương Tây Nam, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Thiện Thắng Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Quan Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì đại chúng nói pháp vi diệu. Hay đừng tự đến cõi đó rồi làm để Đức Phật ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử lao cố tinh tấn vô biên trí quan tràng, và đồng tử nhất thiết sai biệt Đức Thắng trí hướng về phương Tây Bắc, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Bảo Ý Tuệ. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Tạng Quan Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đã vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi làm để Đức Phật ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử bất khả phá hoại năng thường tối thắng, và đồng tử thành tựu nhất thiết tự tại đạo sư vân vân, hướng về phương trên, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Nhật Nguyệt Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Tràng Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi làm lễ Đức Phật ngồi ở trong chúng. Bây giờ đồng tử tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, phước hạnh thiện danh xưng, và đồng tử nhất thiết chúng sinh tối ái lạc vân vân, hướng về phương dưới, đi qua số cõi nước nhiều như các sông Hằng. Tại đó có thế giới tên là Ly Cấu Quang. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Phổ Nhãn Ký Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, đầy đủ 10 hiệu, đang vì các đại chúng nói pháp vi diệu. Hai đồng tử đến cõi đó rồi làm lễ Đức Phật ngồi ở trong chúng. Bây giờ Đức Vô Biên Quang Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì muốn đại chúng được biết nên họ đồng tử phân thù sơ lợi và đồng tử trí luân đại hải biện tài. Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai đồng tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, về phương Tây có đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cùng đại trang nghiêm nhập vào Ta Muội. Chúng con từ chỗ Đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ nhiều quanh sông rồi đến đây. Bây giờ Đức Vô Biên tinh tấn Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên họ đồng tử Liên Hoa Tạng Quan nhất thiết chúng sinh nhãn, và đồng tử Vô Biên Tâm Quảng Nghĩa Tuệ. Này hai vị đại sĩ, các vị đâu đến? Hai đồng tử đáp lời Đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Bắc cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào Ta Muội. Chúng con từ chỗ Đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ nhiều quanh ba phòng xong rồi đến đây. Bây giờ Đức Phổ Kiến Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên họ đồng tử Thiên Bảo Viên Quang Thiện Chiếu Diệu Tràng, và đồng tử Năng Khả Thế Dụ Thiện Sắc Ái Kiến. Này hai đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai đồng tử đáp lời Đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Đông cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào Ta Muội. Chúng con từ chỗ Đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ nhiều quanh ba phòng xong rồi đến đây. Bây giờ Đức Đại Đăng Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hội đồng tử Quán Chư Chúng Sinh Nhãn Thị Bất Thuấn, và đồng tử Đại Nguyện Bất Hư Kiến. Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai đồng tử đáp lời Đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Nam cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh định chánh đẳng giác, dùng đại trang nghiêm nhập vào Ta Muội. Chúng con từ chỗ Đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ nhiều quanh ba phòng xong rồi đến đây. Bây giờ Đức Kim Sắc Quang Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết đại chúng đến hội đồng tử Thâm Viễn Lôi Chấn Cổ Âm Hưởng Thanh, và đồng tử Ly Chướng Ngại Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn. Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai đồng tử đáp lời Đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Tây Nam cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác,
dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con từ chỗ đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ, nhìn quanh ba phòng xong rồi đến đây. Bây giờ đức Bất Khả Tư Nghị Nhật Quang Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hỏi đồng tử Bảo Tạng Viêm Luân Quảng Đức và đồng tử Đa Phước Đức chúng sinh kiến thắng tràng. Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai đồng tử đáp lời đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Tây Bắc cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con từ chỗ đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ, nhập quanh ba vòng xong rồi đi đến đây. Bây giờ đức Thiện Quang Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hỏi đồng tử Thắng Diệu Vô Biên Hương Quang và đồng tử Phố Biên Lực Tinh Tấn Thiện Đại Phấn Tấn: Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai vị đồng tử đáp lời đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Đông Bắc có đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con từ chỗ đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ, nhập quanh ba vòng xong rồi đi đến đây. Lúc bấy giờ đức Bảo Tạng Quang Như Lai ứng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hỏi đồng tử Lao Cố Tinh Tấn Vô Biên Trí Quang Tràng và đồng tử Nhất Thiết Sai Biệt Đức Thắng Trí: Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai vị đồng tử đáp lời đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương Đông Nam cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con từ chỗ đức Phật Thế Tôn đó cung kính đảnh lễ, dạo quanh ba vòng xong rồi đi đến đây. Bây giờ đức Bảo Tràng Quang Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hỏi đồng tử Bất Khả Phá Hoại Năng Thường Tối Thắng và đồng tử Thành Tựu Nhất Thiết Tự Tại Đạo Sư: Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai vị đồng tử đáp lời đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương dưới cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con vừa từ chỗ đức Phật Như Lai đó đã cung kính đảnh lễ, dấu quanh ba phòng xong rồi đi đến đây. Bây giờ đức Phổ Nhãn Kiến Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì sự hiểu biết của đại chúng nên hỏi đồng tử Tướng Hạo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Phước Hạnh Thiện Danh Xưng và đồng tử Nhất Thiết Chúng Sinh Tối An Lạc: Này hai vị đại sĩ, các vị từ đâu đến? Hai vị đồng tử đáp lời đức Phật đó: Bạch Thế Tôn, về phương trên có đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, có nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, dùng đại trang nghiêm nhập vào tam muội, chúng con vừa từ chỗ đức Phật Thế Tôn đó đã cung kính đảnh lễ, nhập quanh ba vòng xong rồi đi đến đây. Bây giờ thế giới của chư Phật khắp mười phương nghe danh hiệu của đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri này rồi, tất cả cõi Phật khắp mười phương đó đều chấn động lớn, động biến động khắp, biến động đều khắp, chấn chấn khắp, chấn đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp, chấn động như vậy rồi. Thị giả của các đức Phật khắp mười phương đều chắp tay bạch với đức Phật của mình: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì khiến cho tam thiên đại thiên thế giới này chấn động lớn như vậy? Các đức Phật mười phương đều bảo với thị giả của mình: Này thị nam, về phía tây cách đây bằng số thế giới nhiều như các sông Hằng, tại đó có cõi nước tên là Ta Bà, đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, hiện đang nhập vào tam muội lực trang nghiêm, vì những bốn chúng vây quanh mà an tọa, ngài sắp nói pháp bình đẳng thậm tâm, do việc đó nên đất của tam thiên đại thiên thế giới ở đây đều chấn động như vậy, theo thứ lớp các phương cho đến phương dưới các cõi chấn động cũng là như vậy. Các đức Phật mười phương lại bảo đại chúng các tỳ kheo: Các ông nên biết, Phật ra đời khó như hoa ưu đàm, Phật ra đời rồi mà được gặp thì có hơn bội phần. Đối với việc đó khó như vậy mà đem so với việc gặp đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai này, khó khăn ức bội phần. Vì sao? Vì đức Phật Thế Tôn đó thuở xa xưa có nhân duyên lực thể nguyện sinh vào trong cõi tạp uế năm trượt, như vậy rất khó. Này các tỳ kheo, danh hiệu là danh hiệu đức Như Lai đó chẳng phải là sướng lên xuống.
Nếu tất cả chúng sinh trong cõi Phật của cõi nước khắp mười phương nghe được Đức Thích Ca Mâu Ni này, dũng mãnh tinh tấn tu hành, hạnh khó, hạnh khổ và đời quá khứ phát thệ nguyện lớn, trong hạnh Bồ Tát làm những hạnh khó làm, đầy đủ chủng loại công đức danh hiệu tất cả đều được. Nghe như vậy rồi thì chúng sinh nhiều vô lượng chẳng thể tính toán ở trong tất cả các cõi Phật của mười phương đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống là những người khác đã được quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vậy nên này các tỳ kheo, khi nói lên đại danh xưng của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai này, tất cả các đức Phật trong những cõi nước của Tam Thiên Đại Thiên đều như các sông Hằng trong các thế giới khắp mười phương, từng vị đều khen ngợi công đức vô lượng của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh minh tri như vậy. Tiếng khen ấy lại nghe vang đến những xứ khác ở bên ngoài vô số thế giới, nhiều như các sông Hằng khắp mười phương đã có cõi nước, lại với số cõi Phật của các thế giới nhiều như các sông Hằng như vậy, các đức Phật ở đó lại đều phát ra âm thanh vì đại chúng nơi ấy xưng nói danh hiệu Đức Thích Ca Như Lai. Các vị đại Bồ Tát của cõi Phật đó nghe như vậy rồi đều bạch với Đức Phật của mình: Thật hy hữu, bạch Thế Tôn, chúng con muốn đi sang thế giới Ta Bà diện kiến Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lễ bái cúng dường, nghe những điều chưa nghe. Các Đức Phật đó đều bảo vị đại Bồ Tát của mình: Hay thay, hay thay, nay thì nam, ông nên biết đây là lúc ông đi theo hai vị đại đồng tử cùng sang. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn đó khó gặp khó thấy để nghe pháp, để lãnh hội và ở trong chúng đó ngồi chung đồng hội thật khó khăn lắm vậy. Bây giờ Đức Thế Ca Mâu Ni Như Lai ống cúng chánh biến tri ra khỏi từ tam muội luật trang nghiêm, bước đi từ từ an tường giống như ngọc chúa, nhìn ngắm ngay thẳng đến tòa xe tử. Đến rồi Đức Thế Tôn lên trên tòa, tự tay trải tòa xong, nghiễm nhiên ngồi kiết già, tất cả đại chúng vây quanh bốn phía. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi, đồng tử Trí Luận Đại Hải Biện Tài từ phương đông trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử đó và các Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đồng mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong đều lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Liên Hoa Tạng Quang nhất thiết chúng sinh giảng kiến, và đồng tử Vô Biên Tâm Quảng Nghĩa Tuệ từ phương Nam trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong đều lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Thiên Bảo Thiện Quang Chiếu Diệu Tràng và đồng tử Năng Khải Thí Dụ Thiện Sắc Ái Kiến từ phương Tây trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử và các vị Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Quán Chiếu Chúng Sinh Nhãn Bất Thuấn và đồng tử Đại Nguyện Bất Hư Kiến từ phương Bắc trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Thâm Viễn Lôi Chấn Cổ Âm Hưởng Thanh và đồng tử Ly Chướng Ngại Nhất Thiết Chúng Sinh Nhãn từ phương Đông Bắc trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử đó và những vị Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Bảo Tạng Phim Luân Quảng Đức và đồng tử Đa Phước Đức Chúng Sinh Kiến Thắng Tràng từ phương Đông Nam trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ, ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác, mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử Thắng Diệu Vô Biên Hương Quang và đồng tử Vô Biên Lực Đại Tinh Tấn Thiện Đại Phấn Tấn
từ phương Tây Nam trở về cùng với vô lượng hát thăng kỳ ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, hai vị đồng từ đó và các vị Bồ Tát khác. Mỗi mỗi đều đầu mặt lạnh lẽ dưới chân Đức Phật, lại xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử lao cố tinh tấn vô biên trí quan tràng và đồng tử nhất thiết sai biệt đức thắng trí từ phương Tây Bắc trở về. Cùng với vô lượng A Tăng Kỳ ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đã đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác. Mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử bất khả phá hoại đăng thường tối tháng và đồng tử thành tựu nhất thiết tự tại đạo sư từ phương trên trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác. Mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong đều lui về ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ đồng tử tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh phước hạnh thiện danh sân và đồng tử nhất thiết chúng sinh tối ái lạc từ phương giới trở về, cùng với vô lượng A Tăng Kỳ ngàn vạn ức chúng đại Bồ Tát đều đi đến trước Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, hai vị đồng tử đó và các vị Bồ Tát khác. Mỗi mỗi đều đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lễ xong lui về ngồi trên tòa hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội, quyển thượng